Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng ông sẽ vượt qua mọi ứng viên của Đảng Cộng Hòa và giành chiến thắng khi tái đấu với ông Joe Biden trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Trump tự tin vượt qua mọi đối thủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Hiệu mừng đối với ông Donald Trump Ông Trump tới bang Iowa để áp đảo đối thủ DeSantis. Cục ngụt mới trong vụ điều tra con trai có thể trở thành cơn đau đầu cho tổng thống Joe Biden. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong cuộc phỏng vấn tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Iowa vào cuối tuần qua, ông Trump nói rằng ông tin vào cơ hội đánh bại tổng thống đương nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 gần 100%. Ông Trump trả lời câu hỏi về cách ông đánh giá cơ hội thắng cử cho ông Biden nếu họ tái đấu vào năm 2024. Các cuộc khảo sát hiện tại cho thấy ông Trump là ứng viên tổng thống sáng giá của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm sau. Tuy nhiên, trước khi viễn cảnh này trở thành hiện thực, ông Trump phải giành được đề cử của Đảng. Ông Trump tin rằng không có ai trong Đảng Cộng Hòa, kể cả thống đốc Florida Ron DeSantis, có thể cạnh tranh với ông. Rất ít người đến sự kiện vận động của ông DeSantis. Tỷ lệ ủng hộ ông ấy trong các cuộc khảo sát rất thấp tôi nghĩ ông ấy sẽ sớm bỏ cuộc. Ông Trump nói, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 bắt đầu nóng dần lên. Bất chấp ba lần bị truy tố hình sự chỉ trong vòng 4 tháng trở lại đây, ông Trump tuyên bố tiếp tục tranh cử. Nhiều chuyên gia cho rằng các cáo buộc hình sự nhằm vào ông Trump không ảnh hưởng nhiều đến chiến dịch vận động tranh cử, thậm chí càng khiến tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng lên. Các cuộc khảo sát gần đây chỉ ra rằng khả năng tái đấu giữa ông Biden và ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024 là rất cao. Washington Post hồi đầu tháng dẫn nguồn thạo tin cho biết, trong một bữa trưa riêng tư hồi tháng 6 với ông Biden, cựu Tổng thống Barack Obama đã cảnh báo về những ưu thế của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Những ưu thế này bao gồm sự chia rẽ trong nước Mỹ, tầm ảnh hưởng của ông Trump trong Đảng Cộng Hòa hay cơn bão truyền thông bảo thủ đang theo dõi và ủng hộ ông Trump ông Donald Trump đang bỏ xa thống đốc bang Florida Ron DeSantis và những người còn lại trong cuộc đua đề cử ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa. Hãng tin Reuters cho biết ông DeSantis và những người còn lại cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách để thu hẹp khoảng cách với ông Trump. Tại hội trợ bang Iowa, sự kiện chính trị bắt buộc đối với các ứng viên Tổng thống ở bang miền Trung Tây này. Cuối tuần trước, Reuters đưa tin ông Trump đã khiến ông DeSantis bị lưu mờ. Cụ thể, khi ông DeSantis đang lật những miếng thịt heo trước ông kính máy quay trước Boeing 757 cho ông Trump xuất hiện và lập tức được hàng ngàn người xung quanh chào đón. Ông Trump nói tại hội trợ, ông DeSantis đang thể hiện rất kém, ông ấy nên rời khỏi cuộc đua. Cựu tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông tin mình có thể áp đảo đối thủ chính trị lâu năm của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử vào năm tới nếu giành được đề cử của đảng Cộng hòa gần 100%. Ông Trump trả lời báo Sunday Times khi được hỏi về cơ hội trước ông Biden trong trận tái đấu tiềm tàng. Cũng tại hội trợ, một người tên là Joe Kanuke, 67 tuổi, bình luận. Tôi không thích những gì ông DeSantis đã làm ở bang Florida, nhưng tôi muốn ông Trump, một doanh nhân, điều hành đất nước. Tôi muốn ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông ấy rất phù hợp khi nhắc đến nền kinh tế của chúng ta. Ông ấy sẽ cắt giảm quy mô của chính phủ. Còn ông DeSantis có thể ra tranh cử vào lần tới. Ngay cả chiến lược gia đảng Cộng hòa Sarah Longwell, người phản đối ông Trump làm ứng viên tổng thống cũng thừa nhận, ông DeSantis đang ở vòng xoáy tử thần. Một cuộc thăm dò của Reuters IPSOS cho thấy, ông Trump đang dẫn trước ông DeSantis tới 34 điểm phần trăm. Trong khi đó, phát ngôn viên của ông DeSantis, Brian Griffin, nói với Reuters rằng, cuộc đua đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa hiện chỉ bao gồm hai ông Trump và DeSantis. Người này mô tả ông DeSantis là ứng viên duy nhất trong cuộc đua có thể đánh bại đường kim Tổng thống Joe Biden và thực hiện chương trình nghị sự mà chúng ta cần để đảo ngược sự suy tàn và vực dậy tương lai của nước Mỹ. Nhà nghiên cứu dư luận của IPSOS Craig Jackson cho rằng, các sự kiện vận động tranh cử sơ bộ hiện nay giống như lễ đăng quang của ông Trump, nhưng cảnh báo mọi chuyện vẫn có thể thay đổi vì các vấn đề pháp lý gia tăng mà cựu Tổng thống Mỹ phải đối mặt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã tổ chức các sự kiện cạnh tranh nhau tại bang Iowa. Ông Trump được coi là đang chiếm ưu thế áp đảo trong các cuộc thăm dò ý kiến bầu cử. Hội trợ bang Iowa là sự kiện chính trị quan trọng bậc nhất tại bang này đối với các ứng viên Tổng thống Mỹ. Từng thu hút hơn một triệu lượt khách vào năm 2022, hội trợ năm nay được tổ chức tại thủ phủ Des Moines trong các ngày mùng 10 đến 20 tháng 8. Theo các cuộc thăm dò trước đó, ông Trump cũng đã dẫn trước ông DeSantis 34 điểm phần trăm, tỷ lệ 47% so với 13%. Iowa là bang đầu tiên tổ chức cuộc thi giành đề cử Tổng thống trong nội bộ Đảng Cộng Hòa vào ngày 15 tháng 1 năm 2024. Với việc bổ nhiệm cố vấn đặc biệt, chắc chắn vụ điều tra Hunter Biden sẽ phủ bóng đen lên chiến dịch tái tranh cử của bố ông, Tổng thống Mỹ Joe Biden. Thông tin bổ nhiệm luật sư David Weiss của Delaware trở thành cố vấn đặc biệt trong vụ điều tra Hunter Biden đã được công bố vào ngày 11 tháng 8. Giới quan sát đánh giá động thái này có thể buộc Tổng thống Biden không chỉ phải đối phó với những bài báo gây ảnh hưởng từ cuộc điều tra con trai mà còn khiến chiến dịch tranh cử của nhà lãnh đạo sao nhãng khỏi các vấn đề ưu tiên như khôi phục nền kinh tế hay cải cách luật pháp trong quá trình vận động cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Điều này sẽ có tác động đáng kể đến nỗ lực tái tranh cử vụ điều tra có nguy cơ làm lưu mở các thông điệp mỗi khi ai đó ra trước bồi thẩm đoàn hoặc bị triệu tập báo chí sẽ liên tục lên bài về điều đó nếu như tổng thống biden muốn nói về kinh tế đạo luật súng đạn an ninh quốc gia thì ngày càng ít có cơ hội cho ông ấy thảo luận về những vấn đề này một đảng viên cấp cao giấu tên của đảng dân chủ nhận định đảng dân chủ cũng lo ngại rằng các cuộc điều tra của luật sư đặc biệt có thể mở rộng phạm vi các cố vấn đặc biệt luôn tìm thấy những thứ mà không mong muốn tìm thấy chẳng hạn như cuộc điều tra của cựu Tổng thống Bill Clinton chỉ bắt đầu bằng cuộc điều tra về một thỏa thuận bất động sản mà ông và bà Hillary đã thực hiện khi ông còn là thống đốc. Tuy nhiên, các cuộc điều tra lại kết thúc với một màn vạch trần bê bối tình ái với cựu thực tập sinh Monica Lewinsky, thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ, cho hay. Hiện đội ngũ chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Biden chưa đưa ra bất kỳ câu trả lời nào khi được yêu cầu bình luận. Trước đó vào tháng 7, Hunter Biden đã không nhận tội trước các cáo buộc không trả hơn 100.000 USD tiền thuế đối với hơn 1,5 triệu đô la thu thập trong năm 2017 và 2018. Hunter cũng không nhận tội trong một vụ án riêng biệt khác mà ông bị cáo buộc sở hữu súng và sử dụng chất cấm bất hợp pháp một tác động chính trị rõ ràng nhất từ quyết định bổ nhiệm cố vấn đặc biệt trong vụ điều tra sẽ là cung cấp nhiều tháng tài liệu mới cho các đảng viên cộng hòa đang tìm cách miêu tả tổng thống biden là kẻ tham nhũng và một sự phân tâm đáng hoan nghênh khỏi những cáo trạng chưa từng có và nhiều cáo buộc mà cựu tổng thống donald trump phải đối mặt không rõ việc bổ nhiệm một cố vấn đặc biệt sẽ mở rộng câu chuyện điều tra hunter biden như thế nào nhưng các đảng viên cộng hòa sẽ làm mọi thứ để đảm bảo các cử tri độc lập và dao động được nghe tất cả các thông tin về cuộc điều tra với những tuyên bố chưa được chứng minh rằng Hunter Biden đang nhận được những lợi ích không công bằng từ bộ tư pháp, còn ông Trump bị bức hại. Các đảng viên cấp cao của Đảng Dân chủ Hy vọng, một thỏa thuận nhận tội giữa Hunter Biden và cố vấn đặc biệt Weiss sẽ cho phép tổng thống bỏ qua những rắc rối pháp lý của con trai mình và chuyển vấn đề này cho Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo điều tra. Tuy nhiên cũng trong ngày 11 tháng 8, cố vấn đặc biệt gửi cho biết, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã đổ vỡ. Một phiên tòa tiềm năng sẽ càng làm tăng khả năng xảy ra một cảnh tượng chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ. Con trai của một tổng thống đương nhiệm phải đối mặt với cáo buộc hình sự trong khi người cha đang vận động tái tranh cử. Có khả năng đối đầu với ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa, nhân vật cũng đang phải đối mặt với ít nhất là 3 phiên tòa hình sự sắp tới đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã lựa chọn đón xem tin tức từ kênh tin tức việt xin kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại